Mono comeback với MV Waiting For You khiến khán giả mê mẩn với video đỉnh của Chop. Khán giả ồ ạt, chen chúc như ông vỡ tổ khi Mono vừa bước xuống xe. Hành động khiến nhiều người phải thốt lên mẹ biết mẹ buồn đó. Với trend International 2022 trở về Thái Lan, Á hậu một chiếm siêu pop line của Tân Hoa hậu khiến dân mạng tự hỏi có gì đó sai sai nha. Cách comeback bằng sau riêng tư, phiên bản copy giống Sơn Tùng MTP. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 showbiz tốt. Mono comeback với MV Waiting For You khiến khán giả mê mẩn với video. Tối ngày 2 tháng 11, Mono đã phát hành MV chính thức cho ca khúc Waiting For You, bản hit quốc dân của âm nhạc Việt trong thời gian gần đây. Câu chuyện của Waiting For You bắt đầu từ mối quan hệ thanh mai, trúc mã giữa Mono và cô bạn hàng xóm. Mono hóa thân thành một chàng thợ may si tình, đơn phương say đắm nàng thơ, đồng thời cũng có một tình bạn khăng khít với cô gái gần nhà. Cả hai đã có vô số kỷ niệm đẹp khi bên cạnh nhau. Và sau đó, tình cảm của anh cũng lớn dần theo thời gian. Mono cũng quyết định tiến đến một nấc thang cao hơn trong mối quan hệ giữa cả hai bằng việc tỏ tình cô ngay trên thảm đỏ của một buổi họp báo. Tuy nhiên, ngay tại đây, Mono hết hồn cái hồn mất tiêu, té ngửa khi phát hiện rằng cô bạn của mình đã có người yêu, thậm chí, cả hai còn hôn nhau ngay tại đó trước mặt giới truyền thông và cả Mono. Cái kết cho câu chuyện của Waiting For You khiến dân mạng sầu con tim bởi Mono mang theo trái tim tan vỡ rời đi và luôn chờ đợi để được xem tất cả những bộ phim của cô gái kia như câu hát. Biết em đã có người ở gần bên nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Hai điểm nhấn thú vị giúp đẩy cao trào cho MV Waiting For You chính là phân cảnh hôn dưới trời mưa của Mono và bạn diễn nữ cùng phân cảnh cởi áo nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngoài ra, phân cảnh Mono cởi áo khoe múi dù và dây ngắn mũi nhưng cũng khiến fan girl phái phái chảy nước miếng vì độ mờ lem của giọng ca gốc Thái Bình. Ngay sau khi lên sóng, MV Waiting For You cũng đã nhận về nhiều phản hồi tích cực cho câu chuyện. Đồng thời, không ít người bày tỏ sự đồng cảm đối với kẻ si tình Mono. Bên cạnh đó, góc quay đậm chất điện ảnh, khai thác câu chuyện mới lạ của Waiting For You khác hẳn với cách quay MV theo phong cách storytelling thông thường. Cách ekip Mono lồng ghép những hiệu ứng về ánh sáng và chuyển cảnh cũng là một điểm nhấn thú vị của Waiting For You. Các phối màu đậm chất retro của sản phẩm này gợi nhiều đến những bộ phim thập niên 80-90 trước đây cũng đáp ứng thị hiếu Gen Z ở thời điểm hiện tại. Trước đó, phiên bản audio Waiting For You đăng tải trên YouTube đã thu về hơn 51 triệu lượt xem với gần 400.000 lượt thích, từng vươn lên top 100 Việt Nam và có mặt trong bảng xếp hạng top 100 video nhạc hàng đầu thế giới trên nền tảng YouTube ở vị trí 29. Mono hiện tại là một trong những tài năng âm nhạc nổi bật trong làng giải trí Việt Nam, thu hút đông đảo các bạn trẻ hiện nay. Anh chàng khiến hàng loạt chị em chúng ta rụng trứng với rất nhiều ca khúc gây chấn động địa cầu như Em Là, Waiting For You, Quên Anh Đi. Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Mono xuất hiện tại một đêm diễn gần đây. Ngay từ ở ngoài cổng, hàng trăm khán giả đã đứng chen chúc chờ đợi Mono di chuyển đến điểm diễn. Cụ thể, chiếc xế hợp riêng của Mono vừa đến và nam ca sĩ vừa bước xuống xe thì rất đông khán giả đã la hét, ùn ùn kéo nhau tiến đến chỗ của Mono khiến lực lượng an ninh khó khăn trong việc kiểm soát đám đông, giúp nam ca sĩ tiến vào bên trong điểm diễn một cách an toàn. Việc Mono trở thành cái tên nhận được sự chú ý hàng đầu trong làng nhạc Việt hiện nay có lẽ cũng không có gì phải quá bất ngờ. Bởi sau khi debut chưa lâu, nam tân binh đã có cho mình ca khúc hit đầu tay đó là Waiting For You. Chưa kể là việc có hit lớn đầu tay giúp Mono liên tục góp mặt trên nhiều sân khấu âm nhạc lớn nhỏ, tăng thêm độ nhận diện của nam ca sĩ trong mắt khán giả. Điển hình là màn trình diễn ú ạt của anh trên sân khấu Miss Grand Việt Nam đã trở thành trào lưu, khiến hàng loạt chị em nhấn nút replay cả ngày. Ngoài ra, em trai Sơn Tùng còn tích cực đi diễn tại các trường đại học, mỗi nơi anh xuất hiện đều khiến fan đứng ngồi không yên. Cũng từ đây mà Mono dần có trong tay lượng khán giả, người hâm mộ tăng dần đều. Có lẽ chính vì là nam ca sĩ trẻ được yêu mến nhất nhiều thời điểm hiện nay, nên khi Mono vừa xuất hiện là đã khiến khán giả đứng ngồi không yên, đây quả là một thành công lớn đối với một tân binh như Mono. Thế nhưng, cũng có nhiều cư dân mạng đã cho rằng vì Mono biểu diễn tại một trường đại học nên đông đảo các bạn sinh viên rất yêu mến nam ca sĩ và cũng là lần hiếm hoi được gặp Mono nên mới có những hành động như vậy. Sau thời gian xuất hiện với nhiều phong cách khó xơi khiến Netty dần la ó, Mono tiếp tục đăng tải hình ảnh mới khi tham dự lễ khai giảng của Đại học Tài chính, Marketing. Lần này, giọng ca Waiting For You lại ghi điểm khi xuất hiện với hình ảnh nam thần quyến rũ và cách phối đồ cũng thời thượng hơn hẳn. Hình ảnh được nam ca sĩ đăng tải, vẫn với mái tóc dài và áo khoác da, nhưng tóc đã được tạo kiểu vuốt gọn gàng hơn, khoe gương mặt thanh tú, đẹp không góc chết. Người chồng quốc dân của các chị em xuất hiện với outfit áo len khoác ngoài áo sơ mi trắng. Lần này không lựa chọn trang phục đến từ nhà mốt danh tiếng nữa, Mono lựa chọn mẫu áo len oversize đến từ local brand Việt Nam. Netizen hy vọng Mono sẽ dần định hình lại phong cách phù hợp hơn sau nhiều lần xuất hiện với tạo hình khó hiểu. Nếu bạn được gặp Mono ngoài đời bạn sẽ làm gì? Hãy để lại bình luận cho Gandhi không vô tri biết nhé!
Veteran International 2022 trở về Thái Lan, Á hậu một chiếm sự spotlight của Tân Hoa hậu khiến dân mạng tự hỏi cái gì đó sai sai nha. Sau khi kết thúc các hoạt động ở Indonesia, ngày 1 tháng 11, Chủ tịch NAQUAD cùng top 10 Veteran International 2022 đã quay trở về Thái Lan, trụ sở của cuộc thi sắc đẹp này, tiếp tục cho chuyến hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cho mọi người. Ngay khi bước xuống sân bay, có rất nhiều người hâm mộ và giới truyền thông đã chờ sẵn, lập tức vây kín đoàn Veteran International 2022. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không thuộc về Tân Hoa hậu mà lại thuộc về Á hậu 1 Anpha Wahara. Anpha được đứng ở vị trí trung tâm liên tục nhận câu hỏi và sự chào đón nồng nhiệt, trong khi đó Hoa hậu chỉ đứng một bên và có chút lép vế. Điều này một lần nữa đã làm rộ lên những nghi vấn về việc Chủ tịch NAQUAD thiên vị, ưu ái gạt cưng Anpha. Thật sự đúng là có gì đó sai sai nha mấy bà, cũng là Tân Hoa hậu nhưng mà nó lạ lắm ăn ghen. Mặt khác, một bộ phận khán giả cho rằng Anpha vốn đã rất nổi tiếng ở Thái Lan. Đây lại là quê nhà của cô nên việc có đông fan và truyền thông săn đón hơn các người đẹp còn lại cũng không quá khó hiểu. Nhưng mà ủa alo, ai mới là Hoa hậu ở đây? Đây là sân chơi sắc đẹp, ai được công nhận đăng quang thì sự chú ý phải thuộc về người đó chứ làm gì có chuyện sân nhà hay con ông cháu cha ở đây mấy má. Mặc dù là tâm điểm chú ý khi trở về Thái Lan nhưng Á hậu 1 Anpha vẫn khó có thể đọ lại với nhan sắc khiến nhiều người mê mẩn của Tân Hoa hậu Isabella Menin. Nhờ lợi thế chiều cao cùng nhan sắc trời ban, nàng hậu người bờ ra dư tỏa sáng tại sân bay giữa vòng vây của phóng viên và người hâm mộ, lựa chọn bộ đồ màu vàng tươi đơn giản mà vẫn tôn da, nổi bật, người đẹp lên hình lung linh bất chấp camera thường. Dù có nhiều người hâm mộ bất bình cho rằng Anpha đang được thiên vị hơn hẳn khi mọi ống kính, Metro điều chỉa về phía Á hậu một Veteran International 2022 nhưng Isabella Menin cũng đã chứng tỏ đẳng cấp của người chiến thắng, sau cưng làm lại chuyện được khi xuất hiện. Trong mỗi khung hình đều tỏa sáng, có thể thấy, dù không phải là quê hương của nàng hậu bờ Brazil nhưng vẻ đẹp nổi bật của cô nàng vẫn phải khiến cho nhiều người chú ý. Sau chuyến đi này, có vẻ cô nàng đã có thêm cơ hội để thu hút lượng fan đông đảo hơn trên khắp thế giới và quảng bá hình ảnh của con người, đất nước mình. Trước đó, trong quá trình diễn ra cuộc thi Veteran International 2022, nhiều fan sắc đẹp cũng đã đặt nghi vấn về việc ông NAQUAD thiên vị Anpha khi cho cô đoạt giải Á hậu 1 dù tiếng Anh kém. Bên cạnh đó, việc Anpha thường xuyên đứng ở vị trí trung tâm khi chụp ảnh cũng khiến nhiều người thắc mắc. Nhắc trở lại bằng ra việc sâu. Vừa qua, tài khoản cá nhân ca sĩ nhạc sĩ chắc cập nhật bộ ảnh kèm theo những hứa hẹn để khán giả đón chờ công chiếu ca khúc mới. Được biết, trong lần trở lại này, trước khi công bố sản phẩm rộng rãi, chắc chọn hình thức đầu tư ghi hình trực tiếp cùng 600 khán giả trường quay. Tại đây, người hâm mộ được nghe sớm 3 ca khúc mới với màu sắc âm nhạc khác biệt, dự kiến sẽ là ca khúc trong album âm nhạc mà anh ấp ủ từ lâu. Sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu, người hâm mộ hết sức nô nức đón nhận thông tin này bởi lần đầu tiên họ được góp mặt vào sản phẩm của Jack. Có nhiều người thậm chí bay hơn 23 tiếng đồng hồ từ nước ngoài về Việt Nam để cổ vũ, khích lệ nam ca sĩ. Ghi nhận sau buổi diễn, người hâm mộ vô cùng phấn khởi, lạc quan, càng tin tưởng rằng âm nhạc của thần tượng sẽ vươn xa hơn nữa. Được biết, ngoài các dự định âm nhạc, Jack cũng đang ấp ủ thực hiện một series video về bóng đá tương tự game nhiều tập. Trong đó, ngoài các yếu tố vận động, kỹ thuật chuyên môn, còn có nhiều lăng kính chuyện đời, chuyện nghề, những câu chuyện giản dị và hành trình chinh phục ước mơ sẽ được mở ra. Tại đây, nhiều ngôi sao bóng đá lần đầu tiên góp mặt cùng thực hiện thử thách để đổi về những cơ hội có ý nghĩa cho xã hội. Series video này sẽ do công ty G97 Entertainment phối hợp thực hiện và dự định phát hành trên các nền tảng truyền hình kỹ thuật số, YouTube, các kênh mạng xã hội giải trí. Đây cũng là đơn vị đồng thực hiện các hoạt động hướng dẫn người hâm mộ tham gia trong Private Show âm nhạc để trình của Jack. Như vậy, không chọn trở lại bằng mô típ tung MV như thường thấy, nay Jack ngày càng song sáo, chủ động và mạo hiểm hơn trong việc hoạch định các dự án của mình. Qua đó cũng thấy nghị lực trở mình và độ rắn rỏi của anh chàng sau những vấp ngã và bài học lớn trong sự nghiệp. Sau ồn ào tình cảm, kênh YouTube của Jack, Trịnh Trần Vương Tuấn mất đi lượng người theo dõi khủng, kéo theo đó lợi nhuận tiền tỷ từ kênh riêng này cũng giảm mạnh. Những câu chuyện thị phi về tình cảm đã tác động rất lớn đến sự nghiệp của Jack. Nam ca sĩ không chỉ khiến công chúng quay lưng mà còn tạo ra một làn sóng tẩy chay dữ dội đối với chương trình Running Man mùa 2. Từ khi bê bối tình ái xảy ra, Jack kín tiếng và gần như dừng các hoạt động nghệ thuật. Kênh YouTube triệu view của nam ca sĩ cũng bị nhiều khán giả quay lưng. Theo chuyên trang thống kê Social Play, trong vòng 30 ngày qua, kênh G97 giảm đến 200% lượt đăng ký kênh. Cụ thể, kênh này đã bị 20.000 người hủy theo dõi. Hiện tại, kênh YouTube của Jack chỉ còn 5,69 triệu lượt theo dõi. Đồng thời, số lượng lượt xem khủng trước đó cũng bị sụt giảm đến hơn 27% trong vòng 1 tháng qua. Điều đó cho thấy, giọng ca hồng nhan bị thất thương nhiều trong khoản thu nhập từ ngành đảng này. Hiện tại, trang thống kê dự đoán số tiền tối đa kênh này có thể kiếm về trong năm nay chỉ dao động từ 24.200 USD, 550 triệu đồng, 387.600 USD, tương đương 8,6 tỷ đồng.
Trong khi đó, năm trước, số tiền lớn nhất kênh này kiếm được là 541.600 USD, khoảng 12,3 tỷ đồng. Trang thống kê cũng chú thích thêm, các con số này chỉ là ước tính dựa trên số liệu dịch chuyển trong thời gian qua. Tương lai số tiền mà Jack nhận được từ kênh YouTube Chay 97 còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như khu vực khán giả theo dõi, thời gian thực xem video của người dùng, số lượt xem quảng cáo. Trước khi lùm xùm bê bối đời tư bùng nổ, Jack là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo và một kênh YouTube đáng mơ ước. Lan Ngọc là đại mỹ nhân vẫn phải Photoshop mới dám đăng ảnh, nhưng Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ